Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giải hơi trong ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến giải hơi và cho rằng đây là những thông tin hữu ích đối với mình thì hãy cho mình xin một like ở video này và đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về giải hơi hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giải hơi sáng ngày thứ 6, ngày 12 tháng 3 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, trong một tháng qua, giải hơi trong nước liên tục giảm ở nhiều tỉnh thành. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung khá dồi dào và sức tiêu thụ nội địa thấp. Từ khi đại dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại, việc kiểm soát biên giới giữa các nước ngày càng gắt gao hơn và việc nhập khẩu heo sang Trung Quốc cũng ngừng từ đó. Tuy nhiên, một tin rất vui đối với ngành chăn nuôi ở trong nước, phía Trung Quốc đã đồng ý mở cửa lại thị trường cho lợn Việt Nam và hiện nay phía Việt Nam đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của phía bạn. Chia sẻ về vấn đề này theo ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, mới đây đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đoàn sang Trung Quốc làm việc với lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc bàn về việc nhập khẩu chính ngạch lợn Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đã có kết quả tốt đẹp. Và phía Trung Quốc đã đồng ý mở cửa lại thị trường cho lợn Việt Nam. Tuy nhiên, phía Trung Quốc yêu cầu Việt Nam xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến quản lý, kiểm soát dịch bệnh để phía Trung Quốc có căn cứ để tiến hành cho nhập khẩu. Và ông Dương cũng cho biết thêm, chúng ta đã gửi báo cáo dịch bệnh, kiểm soát chất lượng cho phía bạn. Trung Quốc có thể sẽ cử đoàn công tác sang Việt Nam để đánh giá cụ thể điều kiện kiểm soát dịch bệnh, chất lượng hàng hóa của chúng ta như thế nào. Nếu chúng ta kiểm soát tốt dịch bệnh, phía bạn sẽ mở lại cho chúng ta con đường xuất khẩu chính ngạch trong thời gian sớm nhất. Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, khi xuất khẩu sang con đường chính ngạch, chúng ta có thể xuất khẩu sang Trung Quốc lợn cấp đông, lợn mảnh chứ không phải chỉ xuất khẩu lợn sống, bởi xuất khẩu lợn sống rủi ro cao về dịch bệnh và hao hụt trong quá trình vận chuyển. Nếu chúng ta giết mổ, chế biến cấp đông sẽ tốt hơn. Nước bạn cũng khuyên chúng ta khi mở cửa lại nên xuất khẩu theo hình thức như vậy, ông Dương cho biết thêm. Về sản xuất ở trong nước, chúng ta phải đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, tạo ra giống lợn có chất lượng cao, năng suất cao, sức sinh sản cao để hạ giá thành của sản phẩm. Ngoài Trung Quốc thì hiện nay Bộ Nông nghiệp cũng như là Bộ Công Thương đang xúc tiến xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản và nếu đại dịch COVID-19 được kiểm soát thì việc xúc tiến này sẽ nhanh hơn. Đầu tháng năm tới, có thể chúng ta sẽ có lô hàng đầu tiên đi Nhật Bản. Và đối với lợn, trước mắt chúng ta làm việc với phía Trung Quốc vì thị trường này tương đối dễ tính nên phải xúc tiến nhanh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không cam kết tiêu thụ bao nhiêu bởi còn phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường. Nếu tháo dỡ được việc nhập khẩu thì lợn từ Việt Nam vào Trung Quốc chắc chắn giá hơi ở trong nước sẽ tăng trở lại. Bởi các tỉnh xung quanh của Việt Nam dân số rất đông, ông Dương cho hay. Và thực sự đó là một tin rất vui mừng đối với các hộ chăn nuôi bởi hiện nay giá heo hơi ở trong nước liên tục có xu hướng giảm. Bên cạnh đó thì nguồn cung cũng đang ngày càng dồi dào. Còn đối với giá heo hơi theo ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày thứ 6, ngày 12 tháng 3 năm 2021 vẫn có xu hướng giảm nhẹ ở một số địa phương, đặc biệt là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc và thị trường miền Nam. Và cụ thể giá heo hơi trong ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Đối với thị trường miền Bắc, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong ngày hôm nay vẫn đang duy trì phổ biến mức giá 75 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg ở nhiều địa phương. Hà Nội trong ngày hôm nay cũng giao quanh mức giá 75.000 đồng. Trong khi đó, địa phương Hải Dương và Hải Phòng giao động mức giá 76.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay có mức giá giao quanh 75 cho đến 76.000 đồng. Bắc Ninh phổ biến mức giá 75 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Nam Định giao quanh mức giá 75 cho đến 76.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Nho Quan của tỉnh Ninh Bình có mức giá 76.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương có mức giá cao như Hưng Yên trong ngày hôm nay báo giá 76.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam trong ngày hôm nay giao động mức giá 75 cho đến 77.000 đồng. Thái Bình cũng có mức giá tương tự, phổ biến mức giá 75 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Hai địa phương là Cao Bằng và Hà Giang trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 74 cho đến 75.000 đồng. Bắc Giang có mức giá cao hơn 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Yên Bái giao động mức giá 73 cho đến 75.000 đồng. Lào Cai và tỉnh Lạng Sơn trong ngày hôm nay báo giá 74 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg.
Quảng Ninh trong ngày hôm nay có mức giá rất cao 76 cho đến 77.000 đồng. Tuyên Quang dao động mức giá 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay báo giá 75.000 đồng. Thái Nguyên 75 cho đến 76.000 đồng và nhiều hộ chăn nuôi báo giá huyện Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 75.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn trong ngày hôm nay báo giá 76.000 đồng trên 1 kg và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mức giá khá thấp, cụ thể như Hòa Bình trong ngày hôm nay đang dao động mức giá 72 cho đến 74.000 đồng. Điện Biên dao quanh mức giá 74.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu dao quanh mức giá 75.000 đồng. Còn đối với tỉnh Sơn La, nhiều hộ săn nuôi báo giá khu vực Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La phổ biến mức giá 73 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay, nhiều địa phương vẫn đang duy trì mức giá cao. Cụ thể như Bến Tre trong ngày hôm nay dao động mức giá 77 cho đến 78.000 đồng trên 1 kg. Và đây là địa phương có mức giá cao nhất ở thị trường miền Tây hiện nay. Cần Thơ dao động mức giá 76.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu, An Giang dao quanh mức giá 76.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 76 cho đến 77.000 đồng. Hậu Giang dao động mức giá 76 cho đến 77.000 đồng. Long An trong ngày hôm nay giảm một giá về mức 76.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Vĩnh Long, Đồng Tháp dao động mức giá 77.000 đồng. Trong khi đó hai địa phương là Cà Mau và tỉnh Kiên Giang trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi cũng báo giá 76.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh phổ biến mức giá 76 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng cũng có mức giá 76.000 đồng và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Đối với thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, dao động mức giá 76.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước có mức giá dao quanh 75 cho đến 76.000 đồng và địa phương này không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Tây Ninh trong ngày hôm nay có mức giá 77.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương dao quanh mức giá 75.000 đồng. Đối với Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay, dao động mức giá 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Đối với thị trường miền Trung, Nghệ An trong ngày hôm nay heo đẹp cũng báo giá chỉ dao quanh 73 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg. Thanh Hóa trong ngày hôm nay đối với dòng heo siêu phổ biến mức giá 75 cho đến 76.000 đồng. Còn đối với heo dân, mẹ trắng ở khu vực này có mức giá khá thấp, chỉ dao quanh 70.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 73 cho đến 74.000 đồng. Quảng Trị trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 73.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Thừa Thiên Huế dao quanh mức giá 74 cho đến 75.000 đồng và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Còn đối với các tỉnh ở khu miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay có tỉnh Bình Định có mức giá khá thấp, phổ biến mức giá 73.000 đồng trên 1 kg. Dòng heo áp siêu có mức giá thấp hơn nhưng nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Phù Cát và Hoài Nhơn của tỉnh Bình Định chỉ dao quanh mức giá 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam 74.000 đồng, Quảng Ngãi dao quanh mức giá 75.000 đồng trên 1 kg. Đối với tỉnh Phú Yên trong ngày hôm nay báo giá dao động 73 cho đến 75.000 đồng. Bình Thuận dao động mức giá 74.000 đồng trên 1 kg. Hai địa phương là Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận dao quanh mức giá 74 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay, Gia Lai trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 72 cho đến 75.000 đồng. Kon Tum trong ngày hôm nay dao động mức giá 73 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Đối với tỉnh Đắk Lắk trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 73 cho đến 75.000 đồng. Trong khi đó Lâm Đồng và Đắk Nông vẫn đang duy trì mức giá cao 74 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Và đó cũng là những thông tin cập nhật về giá hơi cho ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3 năm 2021. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong phiên báo giá tiếp theo của chúng tôi.